Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi lại giới thiệu cho các bạn về cái cách trồng và chăm sóc dại yến thảo. Cái phần này thì tôi xin sẽ giới thiệu tiếp cái phần mà tuần trước tôi có làm về cái cây ngọn lần đầu ạ. Đây là cái cây mà tuần trước tôi cây ngọn lần đầu tiên ấy. Thì nó còn khá là nhỏ. Thì sau một tuần ấy, thì nó khá là lớn. Các bạn xem là đây là cây một tuần sau khi mà cây ngọn lần đầu á, sau khi mà bấm ngọn chính của nó đi thì những cái nhánh của nó phát triển khá là tốt. Hiện nay thì nó đã bắt đầu có bông rồi các bạn này, và khá là nhiều đấy. Tuy nhiên thì những cái bông này thực tế thì chúng ta sẽ không thể để nó được. Để muốn có được một cái chậu bông đẹp ấy thì ta phải tiếp tục cắt cây ngọn thêm một lần nữa, một lần hoặc là hai lần nữa tùy theo từng người. Với cái chậu này thì nếu các bạn bấm ngọn một lần nữa thì những cái nhánh của nó sẽ còn tiếp tục ra nhiều nữa các bạn nhé. Cây này thì màu hoa của nó cũng khá là đẹp. Đây, bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị bấm ngọn thì các bạn có thể theo dõi. Khi mà bấm ngọn thì chúng ta sẽ làm sao cho cây nó những cái hoa này thì chúng ta làm sao cho nó không còn nở được nữa này. Bấm hết những cái hoa mà đang có trên này đi, và những cái ngọn chính chúng ta làm sao cái cây của nó vuông vức nhất có thể, tròn trịa vuông vức đó. Đây nhá, tôi sẽ bắt đầu tỉa ngọn các bạn nhé. Do là tôi cầm một tay bấm nên nó hơi là khó. Tôi đây sẽ làm từ từ, bạn ơi theo dõi. Cái này thì ai cũng làm được, không có gì khó khăn cả đâu các bạn nhé. Chúng ta cứ bấm lần lượt từng cái ngọn nó đang có bông này. Những cái ngọn chính này chúng ta sẽ bấm hết đi. Sau một thời gian thì nó khoảng một tuần nữa nó sẽ lại có những cái nhánh mới, sẽ đẹp hơn nhiều. Cây sẽ dày dặn, nó đều và cái lượng bông sẽ nhiều hơn nhiều. Đấy nha các bạn, tỉa từng cái bông đi trước này, từng bông hoa này, sau đó là những cái ngọn dài dài á thì các bạn cứ bấm lần lượt thôi. Các bạn cứ bấm lần lượt làm sao cho nó hết tất cả những cái bông, đừng cho nó bông nào nở các bạn nhé. Xoay quanh và bấm hết tất cả những cái nhánh chính của cái đợt này. Cái việc chăm sóc cây dại yến thảo này thực tế nó không quá khó khăn đâu. Các bạn chỉ cần ngày tưới nước cho nó một lần đều đặn, một tuần hoặc là 4 đến 5 ngày gì đó thì chúng ta nên bổ sung cho nó một lượng phân bón nhất định. Chỉ cần NPK bình thường, cứ không cần phải loại gì sang trọng hay là cầu kỳ quá các bạn. Cây này nó dễ sống thôi. Ta cho nó ăn đều đặn ấy, thì nhìn cái lá của nó sẽ khác này, màu xanh đậm, chứ không phải là giống như màu vàng và những cái màu khác. Đấy nhá, chúng ta sẽ tỉa hết tất cả những cái nhánh chính này. Đây là lần thứ hai thì nó từ những cái nhánh này mình cắt đi thì nó sẽ tiếp tục đẻ thêm rất là nhiều những cái nhánh. Đây, tôi đã làm xong rồi này, giờ bắt đầu tôi đã treo lên, treo lại và tiếp tục cái chế độ chăm sóc cho nó. Đây các bạn theo dõi nhé, sau khi cắt thì các bạn thấy là cái lượng nhánh của nó, nhánh chính này là còn khá là nhiều này. Đây, khoảng một tuần nữa nó sẽ có nhiều thêm nữa. Các bạn nhớ làm sao cắt cho nó tròn trịa, vừa cái chậu ạ. Cắt đồng đều đồng lượt tất cả nhé các bạn nhé.
Để như vậy thì sau cái lần này thì nó sẽ đẩy nhanh và đều nữa. Sau thời điểm này thì ngày hôm sau các bạn hãy dùng một trong số những cái loại phân bón như sau, thì chúng ta có thể bón cho nó để nó tiếp tục có thể bật chồi và phát triển một cách tốt nhất này. Đây, các bạn có thể thấy là những cái loại này là tôi thường hay dùng đây này. Đầu tiên thì sau khi mà cây ngọn bấm ngọn ấy, thì chúng ta có thể dùng là chimic, cái loại thì siêu bật chồi, atonic hoặc là N3M thì đều được các bạn nhé. Ngày hôm sau sau khi bấm ngọn ấy, thì buổi sáng hoặc là chiều hôm sau chúng ta nên tưới cho nó, xịt cho nó cái dòng này để cho nó bộ rễ nó khỏe này, cái khả năng đẻ nhánh nó cao. Đó. Tiếp theo thì chúng ta ngày hôm sau nữa chúng ta dùng NPK pha loãng nhé, các bạn nhớ ngâm qua đêm và pha loãng rồi tưới cho nó. Các bạn có thể bổ sung thêm cái phần hữu cơ sinh học nhé, để tăng cái khả năng phát triển cho nó. Cái loại này chúng ta có thể lắp lắp xung quanh gốc một vài viên thôi là được. Rồi nha, các bạn có thể thấy là những cái loại này có thể mua những cái loại y như này hoặc là những cái dòng khác này tùy theo các bạn thôi. Làm sao cho nó có thể phát triển tốt nhất là được này. Phần còn lại hoặc là N3M tùy theo các bạn nhé. Rồi, tôi phần này tôi sẽ giới thiệu ở đây thôi. Phần sau tôi sẽ làm một cái video nữa hướng dẫn thêm về cách trồng chăm sóc cây thảo. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh nhé. Thấy hữu ích thì nhớ like, share để chúng tôi tiếp tục làm cái video hướng dẫn.